Và người đàn em để định cười rời ấm đôi trái tim hiu quạnh ngày rời qua anh buồn thiêm cuộc sống mơ có em bên anh người ta đôi biết em yêu và trong lúc thật đáng yêu gọi thương nhân giống thì ca ca đi mời chờ tụi em với ca có chân nói mà chết sợ dám quăng chuối lên đầu đi ca nữa xong thì xong chán xong coi có phiên coi anh nó mất dậy mày thiệt tình mày xong rồi con ơi ngu gì cái này nhá mày xong chuyến này là chết chắc ăn chuối ngon quá ha. Giờ em mời anh ăn chuối. Mày nghĩ sao mà tao chán chuối vậy mày? Không. Ăn sáng anh. Ủa? Nó ăn sáng bằng chuối. Bì đi. Chuối. Trong cái giờ thì tao là chùm á. Ôi, mệt quá. Ê, tí cái gì đáng cười vui. Wow. Em là chùm gì tôi là cái gì? Dạ. Dạ
gì? Ở trong này nè gì? Nhỏ này lanh chanh quá. Dạ cô, tôi là dì của hai cháu. Hiện tại hai cháu đang học nước ngoài nhưng vì ba mẹ có công việc bận nên hai đứa nó về ở chung với tôi. Và phong cách của nó thì có hơi kỳ lạ nên có gì cô thông cảm giùm cho trời nha. Trời ơi, chị yên tâm đi, không sao đâu. Cái lớp tôi sắp cho anh em nè, đặc biệt hết trơn, tụi nó như nhau hết trơn vậy. Đầu tóc hả này kia. Bảo đảm với chị rằng với trình độ dạy của em là em sẽ rèn luyện tụi nó lại. Chị cứ tin tưởng vào em, chị thấy em mà, chị thấy ngoại hình của em mà, chị phải tin tưởng vào em chứ, đúng không? Trời ơi, không sao đâu, em sẽ cho tụi nó học rất là giỏi. Ngày đêm luyện tập với nó. Chị phải tin em, chị nghe em nói đi, chị đừng có nói. Chị phải tin em, đúng không? Tụi em lên lớp trước nha. Dạ, lớp ở đâu vậy cô? Bây giờ em đi xuống cầu thang. Em hỏi người ta lớp 12 chính là dạ, chị dạ, em cảm ơn cô. Thôi mình vô lớp trước nha. Bye bye. Bạn ơi, cho mình hỏi lớp 12A9 ở đâu vậy? Ở trên lầu 1 á. Người gì đâu kỳ cục. Lớp ở đâu trời? Trường gì mà rộng quá. Học sinh thì nó khùng khùng, mà bà cô giáo cũng không được bình thường nữa chứ. Trời, mấy biết không, ở trong cái trường này nè, nói đẹp trai anh là số 1. Đẹp số 1 thiệt mà. Ai mà đẹp trai hơn anh được. Chết, đúng rồi, số 1 mà. Trời, nhậu không? Ây da. Yeah. Con gái. Không biết ai cũng như con gái à hen. Làm bài tập chưa? Sư phụ nghĩ sao mặt này mà không làm bài tập vậy? Chà, không làm hả? Ây da. Ây da. Sư phụ nam tính gì? Tiếp đi. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Kiếm ai? Mình là học sinh mới của lớp. À dư, học sinh mới hả? Tóc đỏ rồi ha. Xăm mình rồi. Trời, tính làm đại ca hả? Lớp hết chỗ rồi. Đây, chỗ ngồi mấy đây nè. Đây. Đó, chỗ ngồi mấy đây nè. Mày đặt vô đây xăm mình đồ. Gì tụi bay? Cô vô lớp hả? Sao im lặng vậy? Only you. Trời ơi, thiệt tình luôn, nãy kêu đứng lên qua kia ngồi không chịu. Bạn là học sinh mới lớp này hả? Ừ. Lớp còn chỗ nào không? Chỉ tôi ngồi với. Còn, chỗ dưới kia kìa. Đi xuống đây với tôi nè. Ở dưới đây nè. Đi xuống đây tôi chỉ chỗ cho. Nè, chỗ dưới đây nè. Ngồi thoải mái lắm. Lại thêm một đứa nữa. Trời, gì vậy? Đây, bạn vậy? Ngồi đây nè. Đây, tôi xách cặp giùm cho nè. Nè, chỗ này nè, ngồi xuống đi.
chỗ này á hả? Nó ngồi xuống đi, tôi ngồi kế bên đó. À đúng rồi, có gì mà bài dở từ đầu năm tới giờ á, mà bà muốn chép á thì tôi đưa cho bà mượn tập chép nha. Tôi chép bài đầy đủ lắm. Chữ xấu như cua mà cũng mày đạt. Oh, chữ xấu như cua mà mày đạt kìa. Không không, có gì tôi đọc cho bà chép. À, tôi đọc cho bà chép nha. Ủa vậy anh hai tôi ngồi đâu? Ờ, anh hai bà hả? À, đây đi xuống đây. Trời ơi. Đi về chỗ đây. Tránh ra chỗ cho người ta ngồi thôi. Nè vô đây ngồi nè. Một kế hơi bí bê nè. Ngồi ở đây là chịu khó lắm đó nha. Chỗ này rất là hợp phong thủy. Ngồi ăn dùng bánh chén khỏi lo bị cô phát hiện. Thí dụ ngồi đi đúng không? Cô nhìn á, tha hồ mà chép phao luôn. Đã lắm, thoải mái, thoáng mát cái quạt nó chỉa xuống luôn. Ê, con ui da, con nhỏ này. Chúng em kính chào cô ạ. Cô chào cả lớp. Dạ tụi em chào cô ạ. Rồi cả lớp ngồi xuống đi, cô chào cả lớp. Dạ tụi em lại chào cô nữa ạ. Trời ơi, tôi hiền mà tụi em ngồi xuống học đi. Dạ tụi em ngồi đây ạ. Tôi khổ với cái lớp này ghê vậy. Ủa Tuấn Vy, ai sắp cho hai tụi em ngồi đó vậy? Ai sắp? Dạ thưa cô, bạn này ạ. À? Ai mượn vậy Khánh? Khánh à, em đứng lên Khánh. Cô cần nói chuyện với em Khánh. Ai mượn vậy Khánh? Dạ tại em nín Khánh. Ai mượn em tại lanh vậy? Tại sao học không lớp học mà nói chuyện này? Ủa mà Tuấn, em có học giỏi không? Dạ, cũng được à. Ừ, bây giờ em ngồi xuống, ngồi sau cái bên bạn Khánh. Dạ, bạn Khánh là bạn nào ạ? À? Khánh là bạn ngồi sau em đó. Lẹ, hả? Đi xuống. Ôi con, chịu mà cô ơi. Nè nha, đừng bắt Tuấn đi bây giờ nha. Xin cô đừng, máy bay bê. Gì trời, ơi, gọi tôi là máy bay bê kìa. Ngồi xuống, loạn quá. Cả lớp mới tập ra học bài nè. Ừ, qua anh kia ngồi. Mệt quá. Cô kỳ cục tự nhiên đổi chỗ người ta. Chuẩn bị bài. Sao không đứa nào lo bản giùm cô hết vậy? Khánh nè. Dạ. Vâng, người đàn đến bên cạnh rời ấm luôn trái tim hiệu quả. Rơi qua anh tìm một giấc mơ có em bên anh để thân em bị biến yêu với trong mình thật đáng yêu. Ê, ra chơi đi 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 xuống sân chơi với tao này, vui lắm nè. Thôi không được đâu, mình bận rồi. Đi xuống sân chơi với tao vui lắm. Bận rồi không mệt nữa. Ê tụi bay xuống đây nó nghe này nè. Dễ thương quá, giờ làm sao mà quen với ta? Chào bạn, mình tên là Tuấn. Bạn có thể cho mình mượn thời khóa biểu được không? Thì... Anh hai, thời khóa biểu nè. Mình cảm ơn. Một bài thích nhỏ lớp trưởng hả? Thôi thôi, đi đi xuống đây nè, tao nói mày nghe này nè. Xuống chơi với tụi mình đi, vui lắm, vui lắm. Em gái mày có bồ chưa? Không biết.
Đi mà hỏi nó. Nước tăng lực xì châm, không quá chất, không phẩm màu, không chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt kêu dính chuột. Này, nước này ngon lắm á, bên Mỹ không có đâu. Nói đi. Biết gì không? Bánh tráng trộn của tôi mập, đặc sản của Sài Gòn với hơn 1.000 con người đến thành phố tôi là con vui và ok. Sau khi hai người ăn xong, cảm thấy ngon thì mới chịu đẻ ra 100 người con. Tuyệt vời. Sao? Nói đi. Không biết. Vậy còn về con lớp trưởng thì sao? Em gái tôi chia tay người yêu được 3 tháng rồi. Còn con lớp trưởng thì... Đi tụi bay. Liệu hồn rồi nha mày. Mình phải làm quen cho mọi người.